Kệ sắt Bảo Sơn, hội tụ của sự TINHT, chất lượng tính năng. Khi nói đến sự lưu trữ thông minh, không gian sang trọng và hiện đại, không thể không nhắc đến kệ sắt Bảo Sơn, biểu tượng mới của sự hoàn mỹ trong ngành kệ sắt. Đỉnh cao của nghệ thuật chất lượng. Mỗi kệ sắt của Bảo Sơn không chỉ là một sản phẩm, mà còn là kết quả của quá trình tạo hình nghệ thuật, là sự kết hợp hoàn hảo giữa độ bền vững và thiết kế tinh xảo. Thép chất lượng cao, được sơn tĩnh điện theo công nghệ hiện đại, khẳng định sự vượt trội mà không phải sản phẩm nào cũng có được. BHONG cách đa dạng, đáp ứng mọi yêu cầu. Từ không gian gia đình đến môi trường doanh nghiệp chuyên nghiệp, kệ sắt Bảo Sơn luôn biết cách làm nổi bật và tối ưu hóa không gian của bạn. Với nhiều kích thước, mẫu mã và phong cách thiết kế, Bảo Sơn luôn sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. THANH lịch và hiện đại. Kệ sắt Bảo Sơn không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trữ. Với thiết kế thanh lịch và hiện đại, Mỗi sản phẩm còn giúp tăng cường vẻ đẹp và tính thẩm mỹ cho mọi không gian. Thương hiệu uy tín. Được biết đến và tin dùng bởi hàng loạt đối tác lớn, Bảo Sơn tự hào là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực kệ sắt, tạo dựng niềm tin và lòng trung thành từ khách hàng. Website: kesatbaoson.com.vn. Số điện thoại: 0868 833 078